Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục đi rừng nữa các bạn. Hôm qua mình nghỉ nhà nha, quay mấy cái coi giao lưu anh em. Hôm nay mình đi rừng tiếp tục. Đi một ngày là lết của các bạn. Chô cái quãng đường nó xa ghê lắm. Ngày trước anh cũng quãng đường đây các bạn, nhiều năm trước mình cứ đi vậy, năm nào mình cũng đi. Chứ mà nhiều năm trước nha, là mình đi một lần là 3 ngày liên tục, là mình nghỉ một ngày các bạn. Còn hôm nay đi một ngày giờ là lê lử, hôm ngày sẽ phải nghỉ các bạn, không đi nổi nữa. Cũng đến lúc mòn chân mũi gấu các bạn, cứ mưa quá. Hồi trước mình cũng đi quãng đường đây y vậy mà 3 tiếng à, đi 3 ngày liên tục mà mình mới nghỉ một ngày. Còn hôm nay đi 1 ngày là phải nghỉ một ngày, mà đồng nghĩa các bạn cái đường đi của mình cũng quãng đường đó, cái thời gian đi nó sẽ dài hơn. Ví dụ hồi trước mình đi 1 tiếng 2 tiếng, và bây giờ mình đi gần 3 tiếng nó mới tới. Và cái bước chân mình nó chậm, và đồng nghĩa là mình chậm nữa là do cái bến nghỉ hồi trước. Ví dụ mình nghỉ 2 lần, bây giờ mình nghỉ tới 6 lần các bạn, cái bến nghỉ của mình nó sẽ dày hơn. Đây cái sông ngái đây, còn chân còn bước là mình còn đi các bạn. Anh em ở đây bây giờ mình nè, hỏi mình con được. Nói chung là cái chân mình còn bước được là ít nhiều mình cũng đi. Nó thèm thèm mà cũng đi các bạn. Thấy không? Rừng mình chấp nháy ra cũng thật chấp dấp. Thèm thèm vậy cũng mò đi nữa. Lên rừng, cho ai đây? Đi có mình mà. Cái cảnh im dìm lặng lẽ, chỉ có mấy con chim thú rừng nó kêu chót chét nữa các bạn. Nước suối thì chảy róc rách. Vậy mà lạ kỳ, bao nhiêu năm mình gắn bó với nó, bây giờ không đi lại nhớ. Anh em mình tưởng tượng này, mình đi mình thì mình chơi với ai đâu, mà nhưng mà cứ âm thầm lặng lẽ mà bước chui rúi trong những khu rừng như vậy, vậy mà không đi lại nhớ. Rõ khô cái gì mà tôi lưu cục đây. Cái đó rất dài, một cục thô lô ta. Ôi, hai thằng chết lao thằng này nè, còn cục thô lô thao cỡ đó. Đây, tiếp tục đi nữa các bạn, đường còn xa lắm nha. Hồi sớm giờ là mình đi là gần tiếng hả, cho mà bây giờ mình móc mấy ra mình quay nè, là 1 tiếng đường đi bộ rồi. Bây giờ là bắt đầu tới điểm xuất phát, là bắt đầu là cây rừng các bạn. Là mình mới móc cái máy ra. Thôi, đừng nghiên cứu à. Lạnh lẽo cho tới trưa rồi mà chưa thấy gì hết. Chú cái nơi đây không có cái bóng ngự. Cũng có anh em đi lâu rồi, mà giờ hiện tại là ngự không có. Được, có mấy con cá. Ở dưới đây có cá này, mới con cá đầu bự các bạn, cá trầu bập ấy. Chục cái suối này nhiều cá trầu bập lắm. Có gì trên đây không? Dùm đó mấy đó mũi mà có thấy gì đâu. Trông đời tội ha. Trời lưu trời đây, cũng thấy con nào ra uống nước mất con em. Trông đời hết. Trời đi mát dở đi các bạn, chứ mà con cái thì tìm mấy con em hơi ghê á. Trời đi nứt hết các bạn, nó nằm trong ổ nó có bay đâu. Đếp mền quá. Đù, mẫn rừng. Nó đếp mền các bạn. Nó ngủ, nó không thèm đi làm đâu. Ông mới giật đai coi cây gì không, ngon bố phế rồi không. Lạc bệnh cây giật kém đầu trời. Cây gậy đây, có đây cái gì
Đấy, rỡ mía mọc lung tung ấy. Bốm này, để coi bốm này các bạn. Một cái bốm, bốm đây, bốm đây. Bốm, 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 bốm. Ba cái rỡ. Chàng hán nhức cũng nhái. Tao đi lùi, đi xuôi đi ngọt. Mình tìm một anh em họ cũng tìm nữa các bạn. Không phải mình đi đâu. Chú, anh em họ cũng tìm dữ lắm á. Giờ mình có gì trên này không biết. Cái dòng thứ này. Để đi nữa các bạn. Kiếm nữa ai. Đã đi tới mấy con thắt đá các bạn. Chứ mà sao khô queo quá trời. Đây. Chà. Năm nay nước ở đâu hết rồi. Hết rừng hết nước rồi. À, nước đâu chưa, rừng cũng còn đây mà nước đâu, rừng chọc lấp vậy chứ đâu có cả hai châu đâu, có đào bậy cũng đỡ thôi. Đâu phải núi rừng Bình Định là chỗ nào cả hai châu nó cũng mọc đâu các bạn, nó mọc có chỗ nghe, chẳng phải nói núi rừng trùng trùng điệp điệp chảy là chỗ nào cũng có đâu, mình tưởng vậy là sai lầm chết, chu cho trộn. Một con tròn, hai con tròn, có một con tròn tới đây nợ cho mày. Đây, nàng cây gấm này. Đấy. Đây các bạn. Nó ăn nợ ra. Xong rồi mình lấy cái hột đây. Giờ mình ra mình ăn lại tiếp. Trời cỡ đấy không ạ. À. Đây, ăn cái ruột ở trong này các bạn. Ăn cái đây nó díu díu. Thôn thôn này. Đây, trái gắm này học đây hơn rồi. Chút cái trái này bình thường ấy. Mình động vô trái tư nó sót lắm các bạn. Con tròn nó ăn xong rồi là nó... Nó tua hết bên ngoài rồi. Đấy. Đây là con tròn hương ăn này. Chứ không có con tròn gì ăn được cái thứ này đó. Thường là con tròn hương ăn học đây các bạn. Trái đây này. Nó thuộc dạng thân dây. Trái chùm chùm. Con tròn ăn nó ấy ra mình làm mốc mình ăn lại chứ hộp sao mà xong hết rồi mà coi trong một trứng không xong hết các bạn, nó còn trứng ăn mới được giờ nó đánh rồi chú chứ ăn bướm đi đâu đây trời, trời đất thì mênh mông, rừng núi thì trùng trùng điệp điệp hồi xóm nhà mình để biết bao nhiêu dãy, biết bao nhiêu núi. Thảo nghĩ hả, từ từ tính tiếp. Mình đi trên lồi không các bạn? Chú chết rồi. Kìa các bạn kìa. Đấy. Cái đồ cá trúc rồi các bạn. Chú. Thấp cỡ nó cái cây thấp thấp các bạn. Cũng leo bậy lên thôi. Nó có gì không? Chứ đi mệt quá rồi mà. Hồi nãy giờ thấy chút xíu à. Làm cái khối cũng thèm mang ba lô. Đấy khối cháy ấy. Thôi bây giờ leo lên nè. Leo lên hút đến rồi xuống các bạn. Lấy xuống rồi các bạn. Đây. Tối ăn thì nhỏ nhỏ. Mà cái cục mặt cũng nhỏ nhỏ. Chứ coi mình đổ thứ này. Nằm bằng tay mà. Chút khối. Khối quá trời khối. Chứ có dư dư nửa lít các bạn. Cỡ đấy. Cỡ cũng được. Có nhiều mừng nhiều. Không không có. Đi căng ngày cả buổi rồi mà. Lội hẳn rồi mà. Chú mình tết phấn rồi ra kỹ nha. Còn cục mặt không à. Nó cũng bịt nếp nha. Đây này. Bịt trứng nôn này. Cho mà cái tạo nổi là cái đầu nhỏ quá. Mà cái ố cũng nhỏ các bạn. Đây cái này. Còn cái tàn ố nhộng mình đỡ cho nó. Cho nó làm gì nó làm. Cái khối mình này. Mùa nắng dày các bạn. Anh em nào cẩn thận nha. Nó rất lửa bà em bà nó cháy. Tan rừng hết á. Cho nên anh em mình phải cẩn thận cái chuyện củi lửa. Mình đã dập xuống lửa rồi. Hồi nãy giờ các bạn. Mình dập lửa nghe. Mình nói nôn đi đâu. Mình thường thường xuống mình dập lửa là mình ngầu mình nghỉ. Mình nghỉ mệt các bạn. Dập xong rồi tưới nước. Rồi mình coi thứ ấy. Nghỉ thiệt lâu ấy, cho nó phế mình luôn. Rồi coi thứ lửa nó có cháy bậy không. Nếu thật sự nó tích rồi mình đi các bạn. Chứ nó chưa tích mà bỏ đi rồi. Nó ngúng ngúng. Tầm bã. Đấy. Tích đuôi hết rồi. Đây lá nó ướt hết các bạn.
tưới nước nữa luôn. Rồi, mình đi tiếp các bạn. Thấy em nó uống nước nó bay nữa các bạn. Bắt đầu mình tìm tiếp nha. Mấy cô em trúc nó đầu tìm tiếp này. Đấy, cái tô em kìa, cái coi kìa. Cái coi ôm một ôm ông hết nha. Từ dưới đất lên tới tô em. Chắc tầm 20 mét các bạn. 20 mét chiều cao. Mẹ cho nó đứng giữa rừng trồng này. Húm gư quá. Cho uống nước bay chi mà bay tẩu dữ mà wow. Đấy. Đấy đi ông cục các bạn. Cao quá. Cao mà nó không sợ cao nha. Tiếp trên đọt đấy. Đấy mình trên đọt cao ấy á. Chô cho mũi. Em có mà mũi nhiều quá. Nó kính gì mà nó chích lộ bồn cho. Nó chích. Cho là dồn thật kỹ tôi mới các bạn. Tiếp trên ngọn cây. Đây, bức đông dây đầu nha, nẹp ba lô nè, chuẩn bị lại là leo lên sữa, chứ không tha đâu. Chứ mình dồn kỹ lại tôi không mới tin các bạn. Hâu thua, leo lên mẹ không chứ không chứ. Cái đồ đây lên có cái lửa mèo một chút trong cái máy trong mà. Hâu thua thua. Thôi để mình dọn đi các bạn, bỏ dây nha. Đây nè, quơn đông dây lại chuẩn bị leo qua, bó khối leo qua. Nẹp sữa ba lô vững vàng. Chưa, còn tôi em chưa lên đã biết đúng cao. Lên đó là nhìn xa trong rộng luôn các bạn. Mày khùng lắm. Chứ mà mày non quá cho mày mà. Dạ dạ một chút ấy. Tao sướng liền. Thôi còn đó, đỡ nó ở đi. Từ từ tính tiếp. Anh em này gặp cứ bách ngang. Còn mình là bách mấy ổ đây, cao đây phải nó đắng. Mặc cho nhiều mình leo các bạn. Cây này các bạn. Đấy, nó ở trong cây đấy nha. Chớp cái cây thẳng ấm. Đã chưa? Từ dưới lên tới đoạn dây. Coi thôi. 5 mét. Rau. 10 mét có cành. Nghĩ được chút. Có cây nhỏ cái này. Đấy. Áp cây nhỏ vô là leo lên cái giúp tăng nào liền. Áp cái cây nhỏ cái vô các bạn. Đấy. Cái nhỏ lên tới chân hai rồi đấy. Còn đoạn trên 10 mét nữa là leo một phát nữa. Mình thấy trên cây này nó có hồ lan nha. Đấy. Ôi em mới quá cho em mà nó có mặt đồ ngon là nấy. Chưa. 1, 2, 3 cái phanh tao đọt liền rồi chứ. Dối gương. Chân kính nó rượu rạo vậy chứ. Cũng liều quá các bạn. Chào, sẽ đưa cái này bớt chân. Gặp tôi em cho ở đất hở mà. Gặp ổ mớ mới ác ra đấy. Bao tháng mà bao to. Có đoạn nghỉ cũng được. Có đoạn đây nghỉ ngơi sợ nước rồi đấy. Đầu lên nhịp nó tới nơi. Còn có em này. Chào. Đây. Đơn qua đi mực bên này ngược nắng thấy chứ. Đây. Chào, tôi ăn gì mà đầu đuôi ngang nhau mà làm như vậy. Kìa, tức trên tầng cao kìa. Thua thua. Đến đó lớn các bạn. Đấy, nghĩ đó lên phát nữa. Sao, hẹn qua nha. Còn từng nào tôi quay lại, còn là tôi còn anh em bắt cả thâu nha. Thâu giờ xuống các bạn. Xuống giờ xa lắm nha. Từ đây xuống kia xa gom. Chúng ta xuôi thấy mấy con em nó uống nước rồi nè các bạn. Kìa. Một con em vàng. Đây. Đấy. Đây là em vàng. Ấy. Chưa. À, bây giờ xuống mấy cái thác sâu hùng hút rồi. Mày cho nó đứng sừng sững không? Cưa quá. Chô nó mệt thục mạng. Tới nơi của em gì mà tức quốc thế mà làm gì. Nó mà nó ngon là nè. Chơi luôn á, sợ quá. Đi mà trời không có rồi à. Đi cổ liều bị khốt. Ai sợ. Trời, chân nước. Thôi nghỉ ngơi chút rồi. Mình xuống bây giờ các bạn. Đây nè.
Ui, xúc cho nó sâu. Đấy. Kiểu ngẫu cho nó lết xuống nha. Lết xuống rất vùng luôn. Đấy, mấy cái dắt ra đi cũng được luôn nha. Dở quá. Không có cây thấp thấp đây cũng đủ. Đủ chỉ cây cao dữ. Chú mở ra đây uống nước mà đó. Đấy. Bị. Bị kiếm nước đồ hít đồ ngon hết chứ. Chô từ đây mà nó bay tới cái chỗ ố mình tìm lối đón hàng á. Bà nấu cha nó. Mình tướng đùn bà em bả ai lại cái cây trần dân giữa rừng trồng cái. Hừa quá. Thôi đỡ đấy. Hẹn. Giờ mình đi giờ các bạn. Thôi chuyến đi rừng của mình cũng xin kết thúc ở đây nha.